Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì chương trình Dân ta phải biết luật ta sẽ nói về hình sự. Thưa quý vị và các bạn, thì cách đây khoảng 3 hôm thì tôi có tham gia một cái vụ án hình sự và một cái hồ sơ cũng theo đuổi một cái thời gian dài khoảng gần 4 tháng. Tuy nhiên thì sau khi thủ tục bắt đầu phiên tòa, một cái phiên tòa hình sự thì có vấn đề nảy sinh là sẽ hoãn để thu thập chứng cứ với lý do là bị can tại thời điểm này gọi là bị cáo chưa nhận được kết luận điều tra. Thưa quý vị và các bạn, đó là một cái điều mà đáng tiếc và sau này thì tòa phải hoãn để bổ sung, để điều tra lại. Chưa biết sự việc nó sẽ như thế nào. Tuy nhiên hôm nay thì luật sư, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc muốn gửi đến quý vị và các bạn một cái nội dung rất là cơ bản: quyền nhận được kết luận điều tra của bị can. Thưa quý vị và các bạn, quyền nhận được kết luận của cơ quan điều tra của bị can, đó là một cái quyền mà nó được quy định trong luật. Tôi vi phạm một cái quy định trong bộ luật hình sự. Ví dụ như bây giờ tôi trộm cắp, tôi bị cơ quan cảnh sát điều tra sau khi xem xét chứng cứ thì có một cái kết luận điều tra và tôi phải được biết cái quyền này là cơ quan cảnh sát điều tra của huyện, của quận đã kết luận tôi vi phạm tội gì. Tôi có động cơ là lừa đảo người ta với số tiền là 100 triệu đồng bằng hình thức là tôi dò vé số nhưng mà tôi không đưa người ta. Tuy nhiên là sau khi mà được điều tra thì cơ quan cảnh sát điều tra phải trao cho tôi cái quyết định của cơ quan điều tra vì tại giai đoạn này tôi có quyền của một bị can. Tôi trộm cắp tài sản, tuy nhiên rằng là do cái giá trị tài sản không lớn và cơ quan cảnh sát điều tra đã những cái quy định của luật hình sự đối với tội trộm cắp tài sản, đối với những cái tội khác để mà ra cái kết luận điều tra. Tuy nhiên rằng là tôi chưa có nhận được kết luận điều tra. Đó là hàng loạt những cái tội mà cơ quan cảnh sát điều tra sau khi điều tra đã ra được một cái kết luận điều tra, tuy nhiên lại không chuyển cũng như không đưa cho bị can, cho cái người gọi là liên quan. Xin giới thiệu cho quý vị và các bạn, bị can là gì? Bị can là một người mà đang bị liên quan trong một vụ án hình sự. Mà cái vụ án hình sự này là cái tội đó rõ được quy định trong luật. Là cá nhân thì tôi cũng chỉ giải thích như thế vậy thôi, vì đây là chương trình Dân ta phải biết luật ta. Tôi mong muốn tôi chỉ giải thích một cách gần gũi. Thưa quý vị và các bạn, trở lại quy định của pháp luật, điều 232 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 mới có hiệu lực. Bị can có quyền nhận được kết luận điều tra trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày cơ quan cảnh sát điều tra ký đơn hoặc là kể từ ngày ban hành cái kết luận điều tra. Như vậy, cái người bị can trong cái vụ án hình sự, họ được quyền biết kết luận điều tra về cái hành vi của họ được quy định trong luật để họ có quyền họ khiếu nại, họ có quyền họ phản bác cái tội danh. Ví dụ như bây giờ vấn đề là mỗi chỗ khi nhận được kết luận điều tra, đúng là hồi xưa là kết luận điều tra về cái tội là trộm cắp, nhưng mà bây giờ chuyển qua một cái tội khác và họ không đồng ý thì họ có quyền phản hồi. Những cái bị can trong vụ kiện này, bị can trong cái vụ hình sự này, họ có quyền khiếu nại cái tội danh của mình: tôi không đúng. Ví dụ như trong trường hợp là trước đây là do hai bên mâu thuẫn và dẫn đến xô xát, cố ý gây thương tích, trong những lần trước thì lại là nhận được cái kết luận là nói là cố ý gây thương tích. Tuy nhiên trong cái kết luận điều tra thì nói là hành vi giết người, rõ ràng là không đúng với bản chất và ý chí
cũng như của cái người thực hiện hành vi phạm tội, cái người bị can đó. Cho nên họ phải khiếu nại để cho họ đúng với tội danh. Là luật sư thì tôi cho rằng có hai vấn đề mà những người am hiểu pháp luật phải biết, những bị can trong cái vụ án hình sự phải biết. Thứ nhất, họ nhận được trong cái thời hạn 2 ngày để họ biết được tội của họ. Và khi bị biết được cái tội của họ, họ áp trên cái quy định của pháp luật cái tội này, khung hình phạt, cái mức hình phạt, mức tù tội như thế nào, bao nhiêu năm, có bị phạt tiền hay không, về bồi thường trách nhiệm dân sự, bồi thường số tiền cho ông A bà B, và tùy theo. Và cái quyền nhận cái kết luận điều tra này để cho họ biết được rằng họ có quyền khiếu nại. Luật quy định vậy rồi. Cho nên á, trong trường hợp quý vị và các bạn có những người bạn bè, có những người thân mà họ đang bị là bị can trong một vụ án hình sự, thì quý vị và các bạn phải biết được rằng, hỏi họ rằng họ có nhận được sau khi mà có cái kết luận điều tra rồi, họ và cái tội gì. Ví dụ như bây giờ tôi nói về tội về phá hủy công trình đi, thì mình sẽ đánh vào search của Google, mình sẽ nói về cái tội phá hủy công trình với cái giá trị tài sản là bao nhiêu tiền đó, thì ở khung hình phạt như thế nào. Vào tội trộm cắp, giá trị tài sản bao nhiêu thì ở khung hình phạt nào, có đồng phạm hay không. Và nếu như trong trường hợp là kết luận điều tra nó vào tội hành vi giết người, thì giết người như thế nào, có động cơ hay không, thực hiện cái hành vi phạm tội nó như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, tôi không cổ suý cho những trường hợp cái hành vi vi phạm pháp luật hiện tại đang ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, thông qua video này, tôi cũng mong muốn quý vị và các bạn trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, quý vị và các bạn là một cái bị can trong một cái vụ án hình sự, thì quý vị phải biết được rằng có ba cơ quan sẽ thực hiện cái quyền giám sát. Thứ nhất là cơ quan điều tra, thứ hai là viện kiểm sát, thứ ba là tòa án. Như vậy, với ba cơ quan này thì mỗi một cơ quan có một cái chức năng năng và quyền hạn khác nhau. Đối với cơ quan điều tra thì sau khi có áp những cái quy định pháp luật về định một cái tội nào đó theo quy định của pháp luật, và viện kiểm sát sẽ định mức khung cái hình phạt bằng cái cáo trạng, và tòa án sẽ ban hành xét xử bằng một cái bản án. Thưa quý vị và các bạn, thông qua cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi mong muốn gửi đến quý vị và các bạn, những người bị can, những người thân thích, bà con, bạn bè đang là bị can trong vụ án hình sự, thì quý vị phải biết được rằng mình có quyền nhận được kết luận điều tra đối với hành vi phạm tội của mình, của người nhà của mình. Và kết luận điều tra này, nếu trong trường hợp mình không đồng ý với cái tinh thần của kết luận điều tra, thì mình có quyền khiếu nại, có thể tự mình khiếu nại, nhờ luật sư khiếu nại, hoặc đến một cái đoàn luật sư nào đó để trợ giúp pháp lý. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn những video hình sự khó có trải được cái thông điệp của chương trình Dân ta phải biết luật ta đến quý vị và các bạn. Tuy nhiên, cũng mong muốn qua hình sự này cho quý vị và các bạn một chút thông tin nhỏ nhoi, là quyền được nhận kết luận điều tra từ cơ quan điều tra đối với một bị can trong vụ án hình sự. Xin trân trọng cảm ơn. Nếu quý vị và các bạn thấy cái video của tôi hữu ích, thì có thể là đăng ký bên cái chuông nhỏ ở phía bên cạnh, để quý vị và các bạn có thể cập nhật thông tin và không bỏ sót những cái thông tin kiến thức mà chương trình Dân ta phải biết luật ta trao tặng cho quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.